Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 8 căn nhà mới nhất thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 8 căn nhà này thì có một dãy xây 5 nhà hướng nhà là Đông Bắc và một dãy xây 3 nhà hướng nhà là Tây Bắc, thiết kế 30 đến 32 mét vuông, xây dựng là 5 tầng. Toàn bộ 8 căn nhà này nhà mới tinh, sổ đỏ chuẩn chỉnh, xây dựng riêng biệt, tường riêng, cột riêng và móng riêng, đường ngõ thực tế trước nhà 2 m, cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 100 m. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo em vào một căn nhà mẫu nhé. Với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích 30 m², xây dựng là 5 tầng. Vị trí của cái cụm nhà này gần với gì ạ? Gần với trường Đại học Đại Nam, gần Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại phố Xốm, gần với lại trường trung cấp Y, gần bến xe Nghĩa, gần trục đường quốc lộ 21, gần với lại đường vành đai 4 kéo theo bến xe Nghĩa. Và với cái ngôi nhà này, thiết kế cửa chính hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Mặt tiền của cái căn nhà này gần 4 m, cho nên ưu điểm thiết kế thêm cả một cửa sổ ở bên cạnh đây mọi người nhé. Và với vị trí này rất là thuận tiện cho quý vị nào có con đang đi học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng, trung cấp, đại học, đều rất là thuận tiện. Chợ dân sinh, trường mầm non, ủy ban nhân dân, trạm y tế, thiết kế đầy đủ, xung quanh nhà ngập tràn tiện ích. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với phần tầng 1, chủ nhà thiết kế cho quý vị một bộ bàn ghế ở đây. Một bộ ghế, bàn ghế sofa thiết kế sẵn ở phần phòng khách. Bán nhà theo hiện trạng cho nên có như thế nào thì em chia sẻ cho quý vị là như vậy. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá, thiết kế và lắp đặt xong xuôi. Trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, thiết kế hợp lý mọi người nha. Và giá bán thì em để ở dưới phần miêu tả, nó có một vài cái mức giá bán cho nên em sẽ để giá cụ thể ở phần bên dưới. Với 8 căn nhà thì có khoảng tầm 3 mức giá. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp được thiết kế rất chỉn chu, rất đẹp, hoàn thiện, rất là nét mọi người nha. Phần tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ gỗ, phụ kiện bếp, lắp đặt chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, thiết kế đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết, riêng biệt từng căn, nước sạch sử dụng là nước sạch Sông Đà, điện lực EVN Hà Nội. Với quý vị đang sử dụng ở nhà đất, thổ cư thì nó được một cái rất là ưu điểm, đó là điện, nước riêng biệt, không phải chung đụng. Nước thì là sử dụng nước sạch, có vấn đề gì xử lý nó rất là dễ. Hiện nay có một số chung cư ấy, mọi người biết rồi đấy, về cái phần nước, phần điện rất là phức tạp. Còn như ở bên nhà đất thì hoàn toàn là riêng biệt từng căn, nên là nếu có vấn đề gì xử lý rất là ok. Với cái thiết kế tầng 1, ngoài phòng khách, phòng bếp, thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh ở bên dưới tầng 1 tương đối là rộng, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn của trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới tầng 5 thiết kế cho quý vị ở đây toàn bộ là gỗ, ngăn cách giữa phần cầu thang, phòng khách, cửa chính. Ở đây chủ nhà vách cho chúng ta một vách CNC gỗ mọi người nha. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Nhà Tốt đã review cho quý vị đầy đủ về cái công năng cũng như thiết kế 5 tầng ở phía dưới tầng 1. Thì các tầng còn lại thiết kế ra sao, mời quý vị đừng rời mắt khỏi video để có thể khám phá tiếp theo ngôi nhà này thiết kế ra sao. Và với ngôi nhà diện tích không quá rộng, tuy nhiên công năng sử dụng rất là hợp lý. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế cho quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng như thực tế ở trên video quý vị nhìn thấy nhé. Và chắc chắn là ở bên ngoài đến xem thực tế thì nó sẽ rộng hơn ở trên video thu nhỏ bởi một máy quay. Phòng ngủ được thiết kế trang bị đầy đủ cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ tầng 2 quý vị nhé. Đây, rất là rộng. Phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Thiết bị vệ sinh đầy đủ, hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, gạch ốp lên trên tới tận trần rất là sạch, hai màu, nhã nhặn.
Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà rồi. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 cho quý vị. Và tầng 4 cũng như vậy. 2, 3 và 4 thiết kế mỗi một tầng giống nhau. Quan trọng nhất nó là vị trí. Còn nhà thì bán theo hiện trạng. Có như thế nào thì nhà tốt quay review cho quý vị. Y như vậy, thiết kế công năng sử dụng hợp lý. 3 phòng ngủ rộng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và phòng vệ sinh ở tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2, 2, 3 và 4 thiết kế giống hệt nhau cho quý vị có thể thực tế luôn. Đó, quý vị đến xem là như vậy. Quan trọng nhất là sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với ngôi nhà này quý vị có thể trả trước 800-800 triệu tiền mặt, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa thời gian dài nhất 30 năm đến từ những lãi suất thấp nhất và đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà, bởi vì tầng 4 thiết kế giống hệt như tầng 2, tầng 3. Vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao? Và đây là tầng 5 của ngôi nhà, với tầng 5 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 5 thiết kế như sau. Ở đây là thiết kế một phòng riêng, quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ của ngôi nhà hợp lý, và phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi tương đối rộng, với vị trí ngôi nhà này nằm trong khu dân cư đông đúc, gần với lại The Vesta Hải Phát, gần với phố xóm xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, trung học, cơ sở cao đẳng, đại học. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.